Chương 191, quay về, một, đối mặt tô tính, đám người mạnh trường hà không có tâm tư chống cự, bọn họ đang suy nghĩ chạy như thế nào. Tô tính không nhanh không chậm sử dụng kinh thần chỉ điểm tới như bôn lôi. Cho dù khoảng cách vài trượng nhưng chỉ kinh đầy trời mang theo uy áp cường đại bao phủ khắp phòng. Đoạn kiêu rút kiếm ngăn cản nhưng bị chỉ kình đâm thủng ngực chết ngay tại chỗ. Mạnh trường hà trọng thương chưa lành, thậm chí hắn còn không thể thi triển đại xuất bi thủ đã bị một chỉ giết chết chỉ có một mình ninh lạc quân có thể thoát chết dưới kinh thần của tô tín thân pháp của hắn cực nhanh hiểm lại càng hiểm né qua chỉ kình đầy tời nhưng không đợi hắn thở ra một hơi một đạo phong mang đáng sợ quét qua yết hầu của hắn ninh lạc quân mang theo thần thái không cam lòng ngã xuống đất tô tín nhún nhún vai hắn lấy một bình dầu hỏa tưới lên thi thể ba người và đốt lửa giết người phóng hỏa hủy thi diệt tích, trò này bị người giang hồ chơi chán rồi nhưng nó vô cùng thực dụng. Mang khăn che mặt lên, tô tính lại lẻn vào trong bóng tối, đám người Hoàng Bỉnh Thành đang chờ bên ngoài nhìn thấy ánh lửa xuất hiện trong tam anh hội liền hành động tổng lực, trong vòng một đêm tiêu diệt tam anh hội. Sáng sớm ngày thứ hai, tô tính duỗi lưng mỏi rời khỏi phòng của mình, hắn đi ra ngoài đụng phải yến khuynh tuyết. Mạnh công tử, nghỉ ngơi hai ngày, chúng ta cũng nên tìm người thu mua đặc sản nam mang a yến khuynh tuyết hỏi tô tín mỉm cười và nói không cần phải gấp ta cũng đã làm tốt sẽ có người tới đây liên hệ với chúng ta yến khuynh tuyết nghiêng đầu nhìn tô tín mạnh công tử vẫn không có đi ra ngoài hắn làm xong mọi chuyện từ khi nào dường như sau khi đi tới thường ninh phủ thì hắn biến thành thần bí bởi vì tín nhiệm tô Tính cho nên yến khuynh tuyết cũng không có hỏi nhiều cái gì chỉ bảo Tô tính xuống lầu ăn điểm tâm. Dưới lầu lúc ăn cơm, Hồng Liệt Đào cầm một bánh bao và cười nói, "Các ngươi cũng nghe được động tĩnh đêm qua chứ?" Hai tiểu bang phái thường Ninh phủ đại chiến với nhau một hồi, vậy mà xuất động trên vạn người, chật chật đánh nhau vô cùng huyết tinh a, à, cảnh tượng như vậy vô cùng hiếm thấy." Niếp Phương Hiếu kỳ nói, "Động tĩnh lớn như vậy sao không thấy quan phủ quản?" Đạo Thiên nói, "Các ngươi không biết rồi, tiểu bang phái mới tranh đấu hung ác nhất." loại chuyện này đừng nói tại thường ninh phủ, tại vài châu phủ ở biên giới tương nam là vô cùng bình thường. Về phần triều đình, nơi này là Nam Mang. Lực ảnh hưởng và uy hiếp của triều đình không bằng tông môn võ lâm, chỉ cần bọn họ không náo quá mức sẽ không quản. Niếp Phương và Hồng Liệt Đào trước kia là tán tu nhưng bọn họ không có đi tới Nam Mang Tiểu Thành như Thường Ninh Phủ, bọn phần lớn thời gian của bọn họ đều sống trong đại thành có quy củ như thành Thương Sơn đào thiên trước kia sống tại đông lâm phủ còn lớn hơn thường ninh phủ tranh đấu ban phái tại đó cũng không kém gì thường ninh phủ nhìn thấy bọn họ bác quái lương bá chỉ thở dài một hơi và nói hai tiểu bang phái đánh nhau thì đánh chỉ hy vọng đừng ảnh hưởng tới chúng ta mới tốt tô tính nghe bọn họ thảo luận với nhau cũng không có xen vào đợi đến lúc bọn họ sắp ăn xong phương hạo đi tới và nói có đường chủ phi ưng ban tới cầu kiến nói là mạnh công tử bảo hắn đến ánh mắt mọi người nhìn sang tô tín bọn họ vừa rồi còn bàn tán chuyện tiểu bang phái không nghĩ tới tô tín đã tiếp xúc với người ta lương bá kinh ngạc nói mạnh công tử ngươi tìm bọn họ tới làm gì tô tín thản nhiên nói chúng ta chưa quen cuộc sống tại thường ninh phủ cho dù bảo các thủ hạ phân tán ra mua thì có thể mua được bao nhiêu hàng hóa phi ưng bang là trắng rít địa phương bảo bọn họ hỗ trợ sẽ giảm bớt không ít công sức cho chúng ta tất cả mọi người gật đầu, quả nhiên không hổ là mạnh công tử, hắn suy nghĩ chu đáo. Phương Hạo gọi Hoàng Bỉnh Thành đi vào, hắn vừa đi lên liền chắp tay với mọi người, các vị tiền bối thành thương sơn, ngày hôm qua mạnh công tử đã nói chuyện giao dịch với chúng ta, hiện tại tất cả đặc sản Nam Mang trong thường Ninh Phủ đều tập trung trong tay Phi ưng bang. Hơn nữa phi ưng bang chúng ta đã phái người thông tri dị tộc trong rừng rậm Nam Mang và thu mua hàng tồn trong tay bọn họ, đại khái chỉ hai ba ngày nữa liền có thể hoàn thành các vị hiện tại có thể phái người chuẩn bị xe lớn chứa đồ tất cả mọi người sững sờ phục vụ quá tận tâm a à. lương bá ho khan một tiếng nói hoàng đường chủ trước không nóng nảy chúng ta nói chuyện giá cả đi tục ngữ nói xảy ra chuyện khác thường tất có yêu nghiệt phi ưng ban ân cần như vậy làm lương bá cảm giác không đúng lắm đầu tiên hắn phải xem qua giá cả trước sau đó giao dịch cũng không muộn Hoàng Bỉnh Thành cười ha ha, nói, giá cả dễ nói, đây là danh sách giá cả, mời các ngươi xem. Tối cường phản phái hệ thống phong thất nguyệt. Chương 192, quay về, hai nói xong Hoàng Bỉnh Thành liền giao một bản danh sách cho Lương Bá, mở ra xem xét, Lương Bá liền sửng sốt, Đào Thiên ở bên cạnh hỏi, như thế nào? Là giá cả quá đắt sao? không phải quá đắt mà là quá rẻ lương bá nghi hoặc nhìn hoàng bỉnh thành hoàng đường chủ nếu quả thật dựa theo giá này giao dịch phi ưng ban các ngươi sẽ thâm hụt lợi nhuận to lớn căn bản không lời một phân tiền nào đây gần như là giá các ngươi thu mua từ dị tộc nam mang hoàng bỉnh thành cười nói mạnh công tử thân là cường giả nhân bản hắn tự mình mở miệng bảo chúng ta hỗ trợ đó là cho phi ưng ban mặt mũi nếu phi ưng ban không lĩnh tình là chúng ta quá phận Tiền lời một năm tính là cái gì? Đây chính là lễ gặp mặt phi ưng ban tặng cho mạnh công tử. Nghe được Hoàng Bỉnh Thành nói như vậy, nghi kỵ trên mặt lương bá giảm bớt. Dù sao mạnh công tử là cường giả nhân bản, rất nhiều người muốn nịnh nọt, tối thiểu những tiểu ban phái nịnh nọt hắn mới là bình thường. Lương bá cẩn thận kiểm tra hàng hóa một chút, xác định không có vấn đề gì mới đưa lên xe. Dùng thời gian ba ngày tất cả hàng hóa cũng đã chứa lên xe, giao dịch kết thúc thuận lợi, cuối cùng tính toán ra một triệu lượng bạc không dùng tới một nửa việc này làm lương bá vui vẻ không ngậm miệng được vốn hắn cho rằng hàng hóa tương nam buôn bán đến trung nguyên là một vốn bốn lời hiện tại bọn họ thu mua với giá rau cải trắng nếu như lại nghe lời mạnh công tử nói là tiến hành trữ hàng sau khi bán đi số hàng hóa này chính là con số khủng bố trước khi rời khỏi thường ninh phủ tô tính giao một bình đang dược cho lý phôi trước kia yến khuynh tuyết cho hắn mười bình đang dược nhị tinh nữa đầy đủ hắn phục dụng nửa năm tặng cho lý phôi một bình cũng không có gì sau khi lên đường quay về lương bá gọi đám người tô tính tới hắn nghiêm túc nói mạnh công tử trên đường chúng ta đi thường ninh phủ sóng êm gió lặng nhưng chờ chúng ta quay trở lại thành thương sơn thì đoạn đường này không nhẹ nhõm đâu tô tính trầm giọng nói là những đạo phỉ kia sao lương bá gật đầu nói chúng là bọn họ đám đạo phỉ này to gan lớn mật, chúng dám động thủ với đoàn xe triều đình, cho dù thương đội nhà ai đi qua cũng bị chúng cắn một miếng thịt. Lúc bình thường chúng ta đối phó thế nào? Tô Tính hỏi. Thành thương Sơn phái thương đội đi khác với những thương đội Trung Nguyên, với tư cách là đại thành lớn nhất tương Nam, thế lực thành thương Sơn gần với một ít thế lực võ lâm bản địa tương Nam. Nếu đám đạo phỉ này làm quá phận sẽ chọc cường giả nguyên thần cảnh ra tay, cho dù người trốn cũng khó thoát khỏi cái chết. Cho nên Tô Tín cũng không tin với thực lực Thành Thương Sơn, đám đạo phỉ kia còn không biết sống chết dám tới đánh cướp bọn họ. Quả nhiên Lương Bá nói ra, lúc dĩ vãng đám đạo phỉ sẽ cho Thành Thương Sơn chúng ta một ít mặt mũi, chỉ cần chúng ta mang cờ hiệu Thành Thương Sơn thì bọn chúng sẽ không dám động thủ. Bọn chúng ta sẽ không đi tay không, mỗi khi gặp một đám đạo phỉ, ít thì hơn vạn lượng, nhiều thì hơn 10 vạn lượng, chúng ta nhất định phải cho bạc. Đây là phí đi đường làm như vậy bọn chúng cũng rút lui, cũng không phát rồ ra tay với thương đội có trăm xe hàng hóa, cho nên chúng ta cẩn thận một ít là tốt rồi. Đám người tô tính gật gật đầu, lương bá nói không sai, bọn họ hiện tại mang theo hơn trăm xe hàng hóa, đoàn xe không nhỏ. Sau đó năm tên võ giả tiên thiên bọn họ tách ra, do tô tính và hồng liệt đào thực lực mạnh nhất ngăn cản trước sau, những người còn lại ở giữa mà cùng lúc đó trong một sơn động trang hoàng thập phần hoa lệ trong rừng rậm tương nam, đây là hang ổ của một trong bảy đại trại, lúc này bảy người đang thảo luận chuyện cướp giết đoàn xe Yến Khuynh Tuyết. Yến Kế Hằng giao du rộng lớn, tuy hắn không biết đám đạo phỉ này nhưng có người biết, có không ít người có thể bàn bạc với đạo phỉ. Nghe được Yến Kế Hằng cho ra cái giá 5 triệu lượng bạc, những đạo phỉ nơi này động tâm. Đương nhiên người nơi này không phải không có băng khoăn, trong đó có một tên tráng hán đầu trọc tướng mạo hung ác đang do dự, ta nói lão đao bả tử. Chúng ta không phải cướp giết thương nhân bình thường, mà là đoàn xe yến gia thành thương sơn. Trong đó có con gái Yến Hoàng Cửu, vạn nhất chọc giận Yến Hoàng Cửu là cường giả nguyên thần cảnh ra tay, ta và ngươi đều không thể tránh được một kiếp. Tuy những người này phá núi lập trại trong rừng rậm tương nam, làm mua bán không vốn nhưng bọn họ biết quy củ, biết rõ người nào có thể cướp, người nào không thể cướp. Nếu như cướp những thương nhân trung nguyên, bọn họ cam đoan không nói hai câu và hạ tử thủ ngay ngay cả người lẫn của đều không còn. Đối với, với những thương nhân thế lực võ lâm trung nguyên, hoặc là tốn cái giá lớn mời võ giả cảnh giới tiên thiên hộ tống, cho dù biết có thể vơ vét tiền tài lớn hơn nữa cũng không ai xông ra cướp giết. Về phần thế lực võ lâm bản địa tương nam, bọn họ càng không dám động, ngày bình thường vô tình gặp bọn họ. Những người này cũng thức thời xông ra tìm phí qua đường, bọn họ cũng không quá mức khó xử người ta. Dù sao đối phương cũng là rắn rít địa phương trong tương nam, nếu thật sự chọc giận bọn họ, đệ tử tinh anh dốc toàn bộ lực lượng cũng không phải những kẻ phá núi lập trại như bọn họ có thể ngăn cản. Thực lực thành thương sơn cũng chỉ kém hơn các đại phái nhất lưu về nội tình mà thôi, hiện tại nghe thấy bọn họ sắp ra tay với thành thương sơn, những người này có cùng vọng cũng do dự không quyết. Tối cường phản phái hệ thống phong thất nguyệt. chương 193, cướp giết, một, thế lực đào phỉ ẩn nấp trong rừng rậm tương nam không một trăm cũng tám mươi, trong đó chỉ có hơn mười có võ giả tiên thiên, lần này lão đao bả tử gọi mọi người tới chính là thế lực mạnh nhất trong đó, dưới tay hắn có sáu tên võ giả tiên thiên. Lần này cướp giết đám người Yến Khuynh Tuyết chính là Yến Thịnh Hằng tìm người liên hệ lão đao bả tử, hắn tiếp theo liên hệ với sáu đội ngũ khác lão đao bả tử ân cần như vậy, đương nhiên không phải là vì 5 triệu lượng bạc, thật ra hắn muốn tẩy trắng. Những đạo phỉ phá núi lập trại trong rừng rậm tương nam như bọn họ đại bộ phận đều xuất thân tán tu. Có người đắc tội thế lực võ lâm bản địa nên phải chạy tới rừng rậm tương nam kiếm ăn. Đừng nhìn bọn họ biểu hiện uy phong lẫm lẫm, nhưng kỳ thật mỗi một bước đi đều phải cẩn thận, sợ không cẩn thận sẽ bị người ta tiêu diệt. Hơn nữa loại chuyện này xảy ra với tỷ lệ không nhỏ, ai biết trong thương đội nào đó có cường giả đi theo thì sao? cho nên mỗi lần động thủ đều phải phái người theo dõi thương đội vài ngày xác nhận chi tiết của đối phương mới động thủ ngay cả như vậy bọn họ cũng nhìn lầm không ít hơn nữa một ngày nào đó có đệ tử đại phái trung nguyên có suy nghĩ thay trời hành động thuận tiện tiêu diệt sơn trại bọn họ lão đao bả tử đã chịu đủ cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai những năm gần đây hắn đánh cướp các loại tài nguyên tu luyện và đột phá tới linh khiếu cảnh còn muốn tu hành lên cao hơn nhưng tư chất có hạn cho nên lão đao bả tử muốn tẩy trắng rời đi đổi thân phận mới tái xuất giang hồ những người làm đạo phỉ như bọn họ dèo che lấp thân phận đại bộ phận dùng đều dùng tên giả lão đao bả tử cũng là như thế cho nên hắn không lo lắng sau khi đổi thân phận sẽ bị người ta phát hiện huống hồ sau khi tẩy trắng hắn sẽ đi tới thành thương sơn hắn đã liên lạc với yến thịnh hằng chỉ cần cướp giết đám người yến khuynh tuyết thì hắn có thể tẩy trắng đổi thân phận đi vào thành thương sơn gia nhập vào thế lực yến thịnh hằng từ nay về sau thủ lĩnh đạo phỉ lão đao bả tử trong rừng rậm tương nam không còn quan hệ gì tới hắn về phần thành thương sơn trả thù đến lúc đó tự nhiên sẽ có người gánh tội thay chuyện này liên quan gì tới hắn cho nên đối mặt mọi người nghi vấn lão đao bả tử sẽ cực lực giải thích các ngươi quá lo lắng rốt cuộc là ai tìm chúng ta ra tay các ngươi biết không chính là cửu nhi tử của thành chủ thành thương sơn yến hoàng cửu yến thịnh hằng lão đao bả tử vẻ mặt thần bí nói trong đó liên quan tới tranh đấu trong thành thương sơn ta cũng có chút không rõ nhưng đó là người nhà thành thương sơn chém giết nhau chúng ta chỉ là người nhận tiền tài làm việc thay người khác cho dù bọn họ muốn trả thù cũng không thể tính lên đầu chúng ta trong bảy thế lực đạo phỉ một võ giả trung niên dáng người cao gầy có một con mắt lên tiếng bởi vì như thế chúng ta mới lo lắng những người chúng ta không dám lộ ra ngoài sáng, vạn nhất cuối cùng giết người lại bị người ta đẩy ra gánh trách nhiệm, chết như vậy quá oan uổng. Võ giả Trung niên một mắt này tên là Quỷ Hồ, nghe nói lúc trước đắc tội võ giả nguyên thần cảnh nên bị kiếm khí lấy một mắt. Dựa vào giả chết mới thoát được một kiếp. Cho nên từ đó về sau Quỷ Hồ làm việc vô cùng cẩn thận, sơn trại của hắn cũng sừng sững trong rừng rậm Tương Nam hơn 10 năm không ngã. Lão Đao Bả tử cười ha ha nói, quỷ hồ lão đệ ngươi lo ngại lão đao bả tử ta cũng không phải kẻ ngu dốt đương nhiên phòng bị chiêu qua sông đoạn cầu của bọn chúng nói xong lão đao bả tử móc một phong thư trong ngực ra nói đây chính là thư yến thịnh hằng liên lạc với ta vạn nhất bọn chúng muốn qua sông đoạn cầu ta sẽ tung phong thư này ra ngoài như vậy võ lâm tương nam sẽ nhìn ra yến thịnh hằng có đức hạnh gì yến thịnh hằng hắn không giống chúng ta nếu như để cho người ngoài biết hắn ngày thường hào sản giao du rộng lớn chính là kẻ bỏ tiền ra mua mạng mùi mùi của mình thanh danh của hắn thối cả đời đến lúc đó đừng nói hắn không thể làm thành chủ thành thương sơn cho dù là yến gia cũng không lưu hắn nhìn thấy lão đao bả tử xuất ra chứng cớ có sức thuyết phục như vậy mọi người lập tức yên tâm nhưng bọn họ không nghĩ tới lão đao bả tử căn bản sẽ không đứng chung với bọn họ cái gọi là thư chỉ là giả dối mà thôi lão đao bả tử lúc này mỉm cười vui vẻ hắn nói vậy thì tốt. Hành động lần này tốt nhất nên mang theo nhiều nhân thủ một chút sau đối phương có một cường giả nhân bản tọa trấn, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Mọi người gật gật đầu, cho dù lão đao bả tử không nói thì bọn họ cũng biết cường giả nhân bản có thể một địch mười trong cùng giai, việc này không phải khoa trương, không mang theo nhiều người thì bọn họ không có tự tin. Tốc độ của đám người lão đao bả tử cũng không có nhanh như vậy, mỗi sơn trại đều cần tập kết nhân thủ, cũng phải xác định xem ai là người xuất chiến, dù sao bọn họ không có khả năng xuất động toàn bộ nhân thủ. Cũng nên lưu lại mấy người giữ nhà mới được. Cuối cùng dùng thời gian 3 ngày tập kết, bảy sơn trại xuất động 20 võ giả tiên thiên, có hơn 1.000 võ giả hậu thiên, bọn họ tin tưởng cho dù đối phương là cường giả nhân bản, chỉ dựa vào nhân số cũng có thể giết đối phương. Lúc này trong rừng rậm, đám người tô tính đang gian nan kéo đoàn xe về phía trước. Con đường trong rừng rậm tương nam gặp gền không chịu nổi, hơn nữa phần lớn là đường núi. Lúc đến hậu bởi vì đều là xe trống vẫn còn tương đối tạm biệt một ít, nhưng hiện tại bọn hắn mang đại lượng hàng hóa trở về. Này tốc độ đi tới lập tức đã bị kéo chậm gấp đôi. Chính vào lúc này tô tính đang đi đầu tiên lại có cảm giác không đúng. Rừng rậm tương nam bình thường sẽ có giả thú gào thét, chim tước kêu to không dứt bên tai, nhưng nhưng bây giờ không nghe được âm thanh nào tối cường phản phái hệ thống phong thất nguyệt. Chương 194, cướp giết, hai, cả đường núi ngẫu nhiên có tiếng côn trùng kêu yếu ớt, còn lại nó vô cùng yên tĩnh, đây là điểm không đúng. Ngừng. Tô tính khoát tay, cả đoàn xe lập tức dừng lại, đám người đào thiên cảnh giác nhìn bốn phía. Bọn họ cũng là người từng trải, tự nhiên cũng phát hiện điểm không đúng. Ha ha ha! Quả nhiên không hổ là cường giả nhân bản mạnh thanh trạch, cảm giác rất nhạy cảm a. À. Lúc này có tiếng cười to vang lên, chung quanh xuất hiện một đám đạo phỉ rậm rạp, trong tay cầm binh khí, càng có mấy trăm người cầm cung tiễn nhìn chầm chầm vào bọn họ. Hai mươi người đi đầu có khí thế kinh người, không ngờ toàn bộ là võ giả cảnh giới tiên thiên cảnh giới võ ả, sắc mặt lương bá lập tức biến đổi, là lão đao bả tử. Tại sao là bọn chúng? Tôi tính thấp giọng hỏi, "Như thế nào? Người này có cái gì không đúng sao?" Lương Bá trầm giọng nói, "Lão Đao Bả Tử là một trong những thế lực mạnh nhất trong đám đạo phỉ tương nam, chính bởi vì như thế nên thường độc lai like độc vãng, rất ít khi bọn chúng tụ tập với nhau như hiện tại." Nói xong Lương Bá đi về phía trước, hắn chắp tay với Lão Đao Bả Tử, "Các vị đại đương gia vất vả, tại hạ nơi này có mười vạn lượng bạc, mời các vị cầm đi uống trà." Lương Bá đã đi qua thương lộ này vài lần, cũng biết rõ quy củ, nói như vậy chỉ cần mình xuất tiền thì đám đạo phỉ sẽ ngoan ngoãn rồi đi. Đáng tiếc hôm nay đám người lão đao bả tử không chỉ tới đây vì tiền. Lão đao bả tử cười lạnh một tiếng, mới 10 vạn lượng bạc, ngươi xem chúng ta là ăn mày hay sao? Chúng ta xuất động nhiều huynh đệ như vậy, ngươi chỉ cho 10 vạn lượng bạc. Lương bá hư lạnh một tiếng, vậy ngươi muốn bao nhiêu? Một triệu lượng lão đao bả tử duỗi một ngón tay ra. Nơi này có bảy nhà, mỗi nhà một triệu lượng. Sức mặt lương bá lập tức tối sầm, bọn họ đi ra ngoài chỉ mang theo một triệu lượng. Hiện tại bọn họ còn muốn mỗi nhà một triệu lượng, có thể hay sao? Lão đao bả tử. Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì hay không? Đây chính là thương đội thành thương sơn, ngươi dám làm loạn. Lương bá lạnh lùng nói. Lão đao bả tử cười lạnh nói, lão tử mặc kệ ngươi có phải thương đội thành thương sơn hay không, dù sao không thể phá quy củ, ngươi nói có giao tiền ra hay không. Lương bá còn muốn nói cái gì đó nhưng bị tô tính cản lại. Lương bá, không cần nhiều lời, bọn chúng hôm nay muốn gây phiền toái cho chúng ta, cho dù ngươi có xuất ra 10 triệu lượng cũng không xong việc. Tô tính đứng ra. Ánh mắt nhìn thẳng vào đám người lão đao bả tử, nói đi, rốt cuộc là ai bảo các ngươi tới. Ha ha ha, không hổ là cường giả nhân bản mạnh thanh trạch, hôm nay gặp mặt thật bất phàm, nhưng đáng tiếc từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ phải xóa tên khỏi nhân bản. Lão đao bả tử vừa nói ra lời này, võ giả bên phía Yến Khuynh Tuyết làm ra tư thái phòng ngự, đám người Niếp Phương cũng chạy tới và bảo Yến Khuynh Tuyết trốn vào trong xe. Yến Khuynh Tuyết biết rõ mình lúc này chỉ là vướng víu, trợ giúp lớn nhất chính là chui vào trong xe nhưng trong mắt lại mang theo lo lắng. Tô tính chậm rãi lắc đầu, lão đao bả tử đúng không ngươi có thể xông ra danh khí lớn trong đám đạo phỉ rừng rậm tương nam như vậy ngươi không phải là kẻ ngu ngốc ta rất ngạc nhiên là ai cho ngươi dũng khí dám đứng ra cướp giết thương đội chúng ta thế lực thành thương sơn tại tương nam cũng không phải các ngươi có thể chọc mạnh mổ cũng là người có danh tiếng cho dù như vậy các ngươi lại dám tập kết đội ngũ cướp giết chúng ta chắc hẳn người sau lưng các ngươi ra giá không thấp a à. thần sắc lão đao bả tử lạnh lẽo thật có lỗi mạnh công tử, có nhiều thứ ta thật không thể nói, nếu ngươi muốn biết có thể đi hỏi Diêm Vương, xông lên cho ta. Bọn họ là lấy tiền tài của người, thay người tiêu tai, không có thời gian rỗi nói nhảm với tô tính. Nói càng nhiều thì chuyện càng lớn. Từ khi lão đao bả tử hét lớn một tiếng, mũi tên bắn xuống đầy trời, những thành viên thương đội không biết võ công trốn vào sau xe nhưng vẫn có không ít người bị bắn chết hơn 500 tên võ giả hậu thiên chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ mình trước mưa tên mà thôi, dù sao đối phương bắn cung cũng là võ giả hậu thiên, mũi tên bay tới với lực lượng to lớn, bị bắn trúng bọn họ không chết cũng tàn phế. Tối cường phản phái hệ thống phong thất nguyệt. Chương 195, đá trúng cục sắt, một, lão đao bả tử cười lạnh cực kỳ vui vẻ, Lúc này bọn họ ra tay không chút sơ hở nào. Yến Thịnh Hằng đã báo tư liệu kỹ càng về thương đội của Yến Khuynh Tuyết cho bọn họ biết, vì nhắm vào cường giả nhân bản mạnh thanh trạch nên bọn họ tụ tập 20 tên võ giả tiên thiên ra tay. Cường giả nhân bản mạnh hơn nữa cũng là võ giả tiên thiên, lão Đao Bả Tử không tin như vậy còn có thể có sai ầm. Nhưng đáng tiếc hắn vẫn tính sai, hơn nữa còn tính sai không hợp thói thường. Từ khi tấn chức tiên thiên đến bây giờ, Tô Tính vẫn đang trong quá trình quen thuộc lực lượng của mình. Tuy nhiên hiện tại cảnh giới của Tô Tín không có một chút biến hóa nào nhưng sức chiến ở ở U của hắn không ngừng tăng lên. Hơn nữa mấy trận chiến tại Thành Thương Sơn cũng không phải thực lực chân chính của Tô Tín Động thủ trong Thành Thương Sơn có quá nhiều hạn chế, hắn cũng không dám thi triển huyết hà thần kiếm một cách thản nhiên. Húng hộ vì kế hoạch của mình nên Tô Tín cũng khắc chế độ mạnh yếu khi ra tay, lớn nhất cũng chỉ trọng thương đối thủ nhưng không có một lần ảnh hưởng tới mạng người. Nhưng đối với đám đạo phỉ tại nơi này, tô tính cuối cùng là có quan minh chính đại ra tay giết người. Đạo quán chủ và lương bá, các ngươi tới bảo hộ yến tiểu thư, nhiếp huynh và hồng huynh theo ta lên. Tô tính không lùi mà tiến tới. Đào thiên cùng lương bá lão luyện thành thục, do bọn họ bảo hộ yến khuynh tuyết sẽ không cho những đạo phỉ cảnh giới hậu thiên ảnh hưởng tới nàng nhìn thấy tô tín rút kiếm xông lên hồng liệt đào và Niếp phương khẽ cắn môi xông lên tuy bọn họ cho rằng dùng thực lực ba người đấu hai mươi người là hành vi muốn chết nhưng dù sao bọn họ đã đáp ứng gia nhập dưới trướng yến khuynh tuyết nếu như vừa gặp phải nguy hiểm gì đó mà bản thân chạy trước chính bọn họ cũng không có mặt mũi gặp người huống hồ nghe được tô tín cùng lão đao bả tử đối thoại trong đó còn ẩn chứa chuyện ẩn không muốn người khác biết lão đao bả tử lần này dẫn bảy đại trại và 20 tên võ giả tiên thiên tới đây cướp giết bọn họ cũng vượt qua tô tính suy tính. Lúc này nội tâm tô tính không vui không buồn, ánh mắt hắn trống rỗng đạm mạc, lão đao bả tử nhìn thấy đôi mắt tô tính liền bị dọa kêu to một tiếng. Cảm giác quỷ dị xuất hiện trong nội tâm hắn, nhưng nghĩ đến bên cạnh mình là 20 tên cao thủ cảnh giới tiên thiên thì hắn cắn răng xông lên. Sở dĩ lão đao bả tử gọi là lão đao bả tử. Đó là vì hắn luyện miêu cương đoạn đao vài chục năm và đạt tới mức xuất quỷ nhập thần. Thanh đoạn đao vô cùng nhẹ nhàng, thi triển ra công kích như mưa to gió lớn, vô số ánh đao sáng lên, thế đao mãnh liệt tới mức tận cùng. Người bình thường dùng đoạn đao truy cầu càng hung mãnh độc ác, chỉ có lão đao bả tử lại dùng đoạn đao chơi đao cương, hắn cũng tính là người tài ba. Nhưng đáng tiếc hiện tại vô dụng với tô tính. Tô tính rút du lông kiếm ra khỏi vỏ, trên thân mang theo huyết quang mông lung, không nhìn gần căn bản không phát hiện. Huyết hà thần kiếm dùng máu giữ kiếm, môn công pháp này vẫn bị tô tính áp chế không phát huy ra. Hiện tại kiếm của hắn có thể thấy máu. Trong nháy mắt kiếm quan cường đại bạo phát, mặc cho đau thế của lão đao bả tử cương mảnh vô song nhưng một kiếm của tô tính lại trực chỉ bản chất, nhất kiếm phá vạn pháp. Kiếm quan xé liệt trường không, lão đao bả tử cảm giác máu trong người mình sôi trào, máu tươi trong thân thể không tự chủ tiến vào trong kiếm của tô tín trong nháy mắt lão đao bả tử đã có quyết định lui thu đao lui về phía sau còn đứng ngay đó làm gì còn không ra tay lão đao bả tử tức giận quát một tiếng hắn đã sắp không chịu nổi kiếm ý phá diệt tất cả những người còn lại đứng cách khá xa không có cảm giác được áp lực cường đại từ lão đao bả tử sau khi nghe hắn hô lên liền cảm giác có chút không đúng nhưng không kịp. Kiếm khí gào thét, thân thể tô tính như dung hợp với thân kiếm, trong chốc lát trường kiếm bị nhuộm đỏ rực, đỏ tươi ướt ác, kiếm khí như nhuộm máu bay thẳng về phía trước. Thời khắc sinh mệnh cuối cùng, lão đao bả tử chỉ cảm giác được trước mặt mình đầy máu tươi. Lão đao bả tử lao nhanh về phía trước, cảnh tượng kinh diễm như vậy chỉ có một mình hắn nhìn thấy. Du Long kiếm trong tay Tô Tín đánh chết lão đao bả tử liền không còn máu tươi, chỉ còn lại tơ máu nhàn nhạt trên thân kiếm. Lão đao bả tử cho rằng tính toán không bỏ sót, bản thân hắn cho rằng mình có thể thuận lợi giết Tô Tín và Yến Khuynh Tuyết sau đó tẩy trắng, trở thành cường giả dưới trướng Yến gia thành thương sơn, nhưng không nghĩ tới Tô Tín chỉ dùng một kiếm đã chôn vùi tất cả mộng tưởng. Các đạo phỉ khác hoảng sợ hét to lên lão đao bả tử mạnh nhất trong đám người bọn họ lại bị người ta dùng một kiếm tiêu diệt, cường giả nhân bản thật sự mạnh như vậy ao. Hắn là tiên thiên khí hải cảnh sao? Tối cường phản phái hệ thống phong thất nguyệt. Chương 196, đã trúng cục sắt, hai, nhưng bọn họ đã xông tới, hơn nữa cũng ra tay, nếu như bị một kiếm của tô tính dọa sợ lùi lại không nói bản thân có thoát hay không nhưng dễ dàng trước lấy thành thương sơn trả thù như vậy được không buồn mất cho nên mọi người vẫn cắn răng xông tới trong nháy mắt hơn 10 loại chân khí bộc phát khí cơ cường đại khí bao phủ tô tính vào trong uy áp vô hình ập tới tô tính đứng giữa khí cơ cường đại liền bộc phát lực lượng mạnh hơn nữa du lông kiếm trong tay tô tính phát ra một tiếng kiếm minh kéo dài đây không phải là âm thanh phần che tay du lông kiếm sinh ra mà là chân khí của tô tín rót vào trong du long kiếm làm nó chấn động và sinh ra kiếm minh kiếm tùy tâm đi trường kiếm của tô tín oanh kích đối thủ đoàn gia kiếm pháp mang theo vương đạo chi khí đánh bay binh khí ba người kiếm quan cường đại đánh bay đối thủ lật tay điểm một chỉ trực tiếp đánh một tên đánh lén thổ huyết bay xa hơn 10 người đồng thời tiến công tạo thành áp lực lên đè ép tô tín chính bởi vì có áp lực nên tô tín mới có thể không ngừng quen thuộc chiến đấu cường độ cao trường kiếm trong tay như hóa thành du long bao phủ bốn phía, chỉ trong thời gian ngắn ngăn cản hơn 10 người công kích. Lúc này Niếp Phương và Hồng Liệt Đào cũng đã chạy đến. Niếp Phương sử dụng luyện thiết thủ chính là khắc tinh của binh khí, song trưởng oanh kích lại không có người nào dám đối chiến. Mà Hồng Liệt Đào càng bá đạo, đào ý lạnh thấu xương bộc phát, chuyên môn chầm chầm vào một người giết, những người này chỉ có thể trốn mà không dám đánh trả, hắn chỉ nhìn chầm chầm một người, Thẳng tới khi giết đối thủ mới thôi Có hai người này gia nhập Áp lực của tô tính giảm nhiều Dù không toàn lực vận dụng lực lượng huyết hà thần kiếm cũng đủ giải quyết đối thủ So sánh với võ giả thành thương sơn Những cường nhân phá núi lập trại trong rừng rậm tương nam đại đa số rất yếu ớt Có thể đánh ra danh khí lớn trong thành thương sơn Thực lực của Niếp Phương và Đào Thiên đã không kém đệ tử đại phái trong võ lâm tương nam bao nhiêu Thực lực bản thân Hồng Liệt Đào còn mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Những cường nhân đạo phỉ đều là tiên thiên khí hại cảnh, cho dù kinh nghiệm chiến đấu, công pháp tu luyện cũng không sánh bằng bọn họ. Thì ra tôi tính cho rằng kinh nghiệm chiến đấu và sát khách sạn của đạo phỉ rất mạnh nhưng ai biết lại yếu ớt như thế. Những đạo phỉ này ăn cướp thương nhân chỉ vì cầu tiền. Mà không phải muốn chết. Đầu tiên bọn họ sẽ nghe ngóng chi tiết của đối phương, bình thường chỉ lộ mặt ra ngoài khi vơ vét tiền bạc nếu gặp người có thực lực rất yếu bọn chúng mới ra tay cướp giết bởi vì bọn chúng chỉ giao thủ với người quá yếu nên thực lực không có gì đáng khoe một khi đụng với cường giả chân chính là lúc bọn chúng cách cái chết không xa cho nên này hai mươi người này cũng chỉ có lão đao bả tử thực lực xem như không tệ những người còn lại nha thực lực vô cùng yếu ớt không đến nửa khắc đồng hồ đã có một nửa người chết trong tay ba người tô tính thực lực ba người cường đại làm bọn chúng sợ hãi không nhỏ. Bọn chúng lúc này đã biết rõ đá trúng cục sắt. Bọn chúng cố ý muốn trách lão đao bả tử, nhưng đáng tiếc lão đao bả tử đã chết, bọn họ chỉ có thể hoảng sợ bỏ trốn. Nhưng bọn chúng muốn chạy trốn, tô tính sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Tô tính vận dụng kinh thần chỉ oanh kích, chỉ kình đầy trời như cửu thiên lôi kiếp nền xuống, lực lượng khủng bố bộc phát không phải đạo phỉ có thể ngăn cản. Tôi tính tiến lên phía trước và chỉ kình bắn ra như mưa, lôi âm đầy trời mang theo sát cơ vô tận. Chỉ kình như lôi đình, xét đánh vô sông, hiện tại chỉ kình như hóa thành mưa xuân, biến hóa lớn như vậy làm nội tâm mọi người không kịp thích ứng. Những người đứng mũi chịu sào trân mắt nhìn chỉ kình đánh nát kinh mạch trong thân thể, tuyệt khí bỏ mạng tại chỗ. Nhị thập tứ tiết kinh thần chỉ là 24 loại biến hóa, trong tiểu thuyết, bạch sầu phi thường dùng nhất là kinh trập, Tô Tín ưa thích dùng nhất cũng là kim trập nhưng không đại biểu những biến hóa khác sẽ yếu. Nếp Phương và Hồng Liệt đào theo sau Tô Tín một đường đánh lén, rốt cục tiêu diệt 19 người, về phần người cuối là Tô Tín cố ý lưu lại, chuẩn bị hỏi ra chân tướng sự việc. Bọn chúng mang theo Tiểu Lâu La tới nơi này mặc dù không có tổn thất bao nhiêu. Thời điểm bọn chúng nhìn thấy lão đại bị đánh chết và bắt sống, bọn họ đã sớm kinh hồn tán đảm bỏ chạy thục mạng. Tô Tín cũng không có phái người truy đuổi dù sao cũng chỉ là một đám tiểu lâu la mà thôi, đuổi theo giết chúng cũng không dùng được gì. Húng hồ hiện tại thương đội chỉ có 500 người, bảo hộ hàng hóa quan trọng hơn, cần gì tô sơn thời gian đuổi giết đám chó nhà có tan chứ. Mang theo gia hỏa xui xẻo bị bắt trở về thương đội, mọi người lập tức thở ra một hơi. Một trận chiến này bọn họ chỉ tổn thất một ít nhân viên không có lực chiến đấu, chỉ có hơn 10 võ giả hậu thiên mời chào không cẩn thận bị mũi tên gây thương tích còn lại không có chuyện gì đương nhiên ánh mắt mọi người nhìn tô tín đều mang theo vẻ sùng kính trước kia lúc ở thành thương sơn bọn họ chỉ nghe nói cường giả nhân bản mạnh cỡ nào nhưng trừ phi người từng nhìn thấy tô tín ra tay nếu không bọn họ sẽ không có ấn tượng trực quan về tô tín nhưng hôm nay nhìn thấy tô tín ra tay thì bọn họ biết vì sao đều là võ giả tiên thiên có người có thể đứng hàng nhân bản dương danh giang hồ có người lại bừa bãi vô danh Cường giả nhân bản và không phải cường giả nhân bản là hai loại người khác nhau hoàn toàn. Tối cường phản phái hệ thống phong thất nguyệt. Chương 197, Đồ Sát, một Gia hỏa xui xẻo bị tô tính bắt sống chính là quỷ hồ một mắt. Đáng tiếc hắn cẩn thận vài chục năm, lần này vốn tưởng rằng đi theo mọi người cùng hành động không có gì phải sợ, hắn không nghĩ tới đây chính là sai lầm lớn nhất nói đi rốt cuộc là ai phái các ngươi tới ta không tin tưởng đám đạo phỉ trà trộn trong rừng rậm tương năm mười mấy năm lại là một đám không có đầu óc như thế tô tính lãnh đạm hỏi một câu quỷ hồ biết rõ mình bây giờ rơi vào trong tay người ta trên cơ bản cũng chỉ có thể mặc người ta chém giết hắn xem như cơ linh nên lập tức nói tất cả những gì mình biết nghe được quỷ hồ nói bọn họ được yến thịnh hằng tiêu tốn số tiền lớn mời tới sắc mặt yến khuynh tuyết tái nhật mặc dù nàng biết mấy ca ca và đệ đệ từ nhỏ tới lớn không có hảo cảm gì với nàng nhưng lại không nghĩ tới bọn họ có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy tô tính thở dài một hơi những người khác cũng giống như vậy đều không nói gì loại chuyện này không thể nào khuyên chỉ có thể dựa vào yến khuynh tuyết tự mình vượt qua mà thôi gà nhà bôi mặt đá nhau khi biết huynh trưởng cùng huyết mạch muốn lấy mạng của mình y với yến khuynh tuyết mà nói là đã kích không nhỏ nha hoàng lục ly bận tâm nên kéo tay áo của nàng yến khuynh tuyết miễn cưỡng nở nụ cười nói yên tâm đi ta không sao nói xong yến khuynh tuyết lại nhìn sang tô tín mạnh công tử hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ tô tín trầm giọng nói chuyện này chưa xong đâu yến thịnh hằng dám bỏ tiền mời đám người lão đao bả tử đối phó chúng ta ai biết phía sau hắn còn có thủ đoạn nào khác hay không. Lộ trình quay về của chúng ta chưa tới một phần mười, vì phòng ngừa vạn nhất, ta chuẩn bị cho đam đạo phỉ này biết thế nào là lợi hại, thuận tiện nói cho bọn chúng biết một chút, 5 triệu lượng bạc mặc dù nhiều nhưng muốn cầm phải suy nghĩ bản thân mình có mạng hưởng dụng hay không. Lương bá kinh ngạc, ý của mạnh công tử là Tô tính thản nhiên nói, ta khẳng định đám người lão đao bả tử không có khả năng xuất động toàn bộ sao huyệt của mình trong sơn trại của bọn chúng chắc chắn còn có người lưu thủ ta muốn đi tới sào huyệt của bọn chúng cũng đánh đòn cảnh cáo với đạo phỉ khác thuận tiện thay trời hành đạo nhưng sơn trại của đạo phỉ che giấu trong rừng sâu ẩn núp cực kỳ bí mật cho dù triều đình phái đại quân tới càng quét cũng không tìm thấy bọn chúng tô tính đá đá quỷ hồ dưới chân có người biết đường ta cần gì phải tìm quỷ hồ đại đương gia không biết ngươi có nguyện ý làm dẫn đường cho ta hay không tôi tính nhàn nhạt hỏi nhưng ánh mắt nhìn quỷ hồ không khác gì nhìn người chết quỷ hồ run rẩy nếu như ta nguyện ý dẫn đường mạnh công tử có thể tha ta một mạng hay không quỷ hồ cẩn thận hỏi thăm không có vấn đề chỉ có thể là mạng của ngươi trong bảy sơn trại tham gia vào kể cả sơn trại của ngươi cũng phải bị tiêu diệt quỷ hồ liên tục gật đầu nói không có vấn đề ta nguyện ý dẫn đường bởi vì cái gọi là đạo hữu chết bần đạo không chết chỉ cần tô tính đáp ứng tha hắn một lần, cho dù bảo hắn bán đứng người trong sơn trại của mình cũng không có gì. Rất tốt, ta sẽ mang theo hắn đi tới mấy sơn trại kia, các ngươi ở chỗ này chờ ta là tốt rồi. Hồng Liệt Đào nói, mạnh công tử, nếu không ta đi cùng ngươi một chuyến. Tô tính lắc đầu, không cần, một mình ta là được rồi, dù sao nơi này là rừng rậm tương nam, ai biết Yến Thịnh Hằng trừ bảy sơn trại này còn có an bài thủ đoạn nào khác hay không? các ngươi lưu lại sơn trại bảo vệ là tốt rồi nghĩ đến tô tín có sức chiến đấu vô địch cùng giai tất cả mọi người gật gật đầu không ai muốn đi cùng hắn những đạo phỉ lưu lại thủ sơn trại chỉ là một hai tên võ giả tiên thiên và hơn mười tên võ giả hậu thiên những người này không thể tạo thành tổn thương lên tô tín huống hồ tô tín chỉ đi tới từng sơn trại chứ không phải xông vào cả bảy sơn trại một lúc mang theo quỷ hồ tô tính được quỷ hồ chỉ dẫn đi tới đi lui trong rừng rậm cuối cùng đi vào cửa hang động đá. Quỷ hồ vội vàng nói, nơi này là sơn trại của lão đao bả tử. Tô tính kinh ngạc nói, thủ hạ lão đao bả tử nhiều người như vậy có thể ngây ngốc trong sơn động sao? Mạnh công tử ngươi đừng nhìn sơn động này nhỏ, bên trong chính là một sơn cốc, sơn cốc bốn phía không lọt gió, cũng chỉ có con đường ra vào là sơn động này, có thể nói là dễ thủ khó công. Tô tính lúc này cười lạnh, cái gì dễ thủ khó công? nếu gặp phải địch nhân thực lực mạnh hơn ngươi nhiều lần, nơi này cũng bị người ta phá hủy dễ dàng. Tối cường phản phái hệ thống phong thất nguyệt. Chương 198, Đồ Sát, 2, xuyên qua sơn động, quả nhiên một sơn cốc lớn xuất hiện trước mặt tô tính, phía trước đường ra là sơn trại lớn, lúc này cửa lớn sơn trại đóng kín, phía trên đang có vài tên đạo phỉ đang canh gác, Nhìn thấy hai người tô tính cùng quỷ hồ bước ra khỏi sơn động, vài tên đạo phỉ tuần tra ngạc nhiên. Với mức độ bí mật của nơi này, bọn họ không tin hai người đi lầm vào đây. Một tên đạo phỉ trong đó quát lớn, các ngươi là người phương nào? Có biết nơi này là địa bàn lão đao bả tử hay không? Tô tính chẳng muốn nói nhảm với đạo phỉ, hắn nhìn cửa sơn trại trước mặt làm bằng gỗ cao mấy trượng. Hắn cầm kiếm trong tay. Trong chốc lát một đạo huyết khí nồng đầm xuất hiện trong tay tô Tín, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm kia như máu đúc thành, đỏ tươi ướt ác và diễm lệ. Kiếm quan đỏ như máu dài mấy trượng bay về phía trước, cửa sơn trại bị đánh thành gỗ vụn, một kiếm đánh nát cửa lớn thành vô số khối. Quỷ hồ đứng sau lưng tô Tín mở to mắt ra nhìn, quy lực một kiếm này kinh người như thế, chẳng lẽ vừa rồi hắn còn không dùng toàn lực hay sao? Tô tính thản nhiên nói, đi theo sau ta, nếu ngươi dám chạy ta sẽ giết ngươi. Quỷ Hồ vội vàng gật đầu, hiện tại cho dù cho hắn thêm 10 lá gan cũng không dám chạy. Tô Tính trực tiếp giết vào trong sơn trại, trong sơn trại lão đao bả tử còn một tên võ giả Tiên Thiên và gần trăm võ giả Hầu Thiên, Tô Tính giết vào chẳng khác gì đồ sát nghiêng về một bên. Du lông kiếm trong tay hắn nhiễm một tầng huyết khí nhàn nhạt, nhìn nó cực kỳ tà dị. Huyết Hà thần kiếm dùng máu dưỡng kiếm, trong nguyên tác huyết hà thần kiếm giao thủ với vương tiểu thạch, toàn thân đều bao phủ trong huyết khí, dường như hóa thành huyết hà ngập trời. Tô tính hiện tại mỗi khi giết một người, huyết khí trên thân kiếm nồng đậm hơn một phần, đợi đến lúc hắn đồ sát tất cả người nơi đây. Huyết khí đậm đặc bao phủ thân kiếm tô tính cũng đã biến mất, hóa thành tơ máu bám vào trên thân kiếm. Tô tính nhìn tơ máu như có điều suy nghĩ. Hệ thống từng nói qua, huyết hà thần kiếm là do ba bộ phận tạo thành, một phần chính an phương tức tu luyện huyết hà thần kiếm, huyết hà thần kiếm cũng không phải kiếm pháp, xuất kiếm tùy tâm sở dục, đây chỉ là phương thức sử dụng kiếm mà thôi. Bộ phận thứ hai là binh khí, phương ứng kháng dùng bội kiếm do nghĩa phụ hắn truyền lại, huyết hà thần kiếm, lúc này mới dùng nó làm cơ sở luyện thành huyết hà thần kiếm, cho nên thanh kiếm này có ảnh hưởng to lớn lên huyết hà thần kiếm. Bộ phận thứ ba là phương ứng kháng quan sát huyết hà thần kiếm diễn biến thành huyết hà thần chỉ. Tôi tính xem ra huyết hà thần chỉ là một loại biến hóa khác của huyết hà thần kiếm. Phương ứng kháng trong nguyên tắc sử dụng huyết hà thần chỉ là dùng tơ máu biến thành, nó có thể đồng thời công kích nhiều người, thậm chí chỉ pháp biến hóa vô cùng quỷ dị. Hiện tại nhìn thấy tơ máu trên thân kiếm, tôi tính tin tưởng chúng là máu chốt của huyết hà thần chỉ. Nếu huyết hà thần chỉ là do huyết hà thần kiếm diễn biến mà đến, tôi tính tại không có hối đoái huyết hà thần chỉ tối thiểu hắn phải tu hành huyết hà thần kiếm đến đại thành mới có thể sử dụng huyết hà thần chỉ. Sau khi đồ sát toàn bộ sơn trại lão đao bả tử, tô tính sưu tầm một lúc nhưng không tìm ra thứ tốt, kết quả trừ một ít vạn bạc tài bảo thì không còn cả cộng lông. Tô tính quay đầu hỏi quỷ hồ, lão đao bả tử không phải là một trong vài thế lực đạo phỉ mạnh nhất tương nam hay sao? Tại sao sơn trại của hắn nghèo như thế, thậm chí không tìm được một ít đang dược? Quỷ hồ cười khổ nói, làm sao dễ dàng đạt được đan dược chứ? Thứ này có tiền cũng không mua được, có bạc cũng không chỗ mua. Chỉ có những thương hội của các đại phái mới có đan dược, đáng tiếc chúng ta không dám cướp đám người này. Ngày bình thường cho dù ngẫu nhiên đạt được một viên đan dược cũng sẽ sử dụng ngay, chúng ta làm sao có thể bảo tồn cơ chứ? Tô tính gật gật đầu, sinh hoạt của dạo phỉ không có gì đặc biệt, cho dù kiếm tiền nhanh hơn nữa cũng chỉ là một đám tán tu mà thôi. Về sau quỷ hồ này dẫn đường tới sơn trại khác, Tô Tính liên tiếp tiêu diệt sạch sẽ bảy sơn trại. Giết nhiều người như vậy, huyết hà thần kiếm của Tô Tín có độ thuần thục tăng vọt tới 30%. Tô Tín cũng phát hiện công pháp vũ kỹ càng cao cấp, muốn tăng độ thuần thục lên càng khó. Hơn nửa độ thuần thục đến 50% cũng không phải liên tục sử dụng là có thể tăng độ thuần thục. Nhất định phải thể ngộ võ đạo chân ý trong công pháp vũ kỹ. Thu hồi trường kiếm huyết khí ngập trời trên kiếm biến mất, ngay cả tơ máu trên du long kiếm cũng nhạt đi rất nhiều, nếu không phải cẩn thận xem xét sẽ không nhìn thấy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy nội tâm quỷ hồ vô cùng nghi kỵ tô tính sử dụng loại kiếm pháp khí huyết sát trùng thiên, thậm chí giết càng nhiều người huyết khí càng nồng đầm. Loại này kiếm pháp này không quá giống công pháp ma đạo sát khí âm trầm nhưng cũng không phải là thứ gì tốt. Quỷ hồ suy nghĩ cả buổi cũng chỉ kết luận là công pháp của tô tính, đó là một môn công pháp tà ác. Nhưng hắn khó hiểu một điểm, cho dù bọn họ là đạo phỉ trong rừng rậm tương nam nhưng không có nghĩa đoạn tuyệt liên hệ với bên ngoài, bọn họ đều cẩn thận quan sát nhân bản mỗi tháng. Nhân bản nói Mạnh Thanh Trạch là đệ tử của tứ tuyệt tán nhân Tông Hạo Dương, công pháp hắn sử dụng không giống như Tông Hạo Dương truyền dạy. Cho dù Tông Hạo Dương đạt được công pháp này tại hải ngoại, với tính cách làm người của Tông Hạo Dương cũng không đi tu hành công tà dị như thế tối cường phản phái hệ thống phong thất nguyệt. Chương 199, Ngươi biết quá nhiều, một, hắn không hiểu công pháp của Tô Tín nhưng quỷ hồ cũng không hề nghĩ nhiều. Cái mạng nhỏ của hắn đang nằm trong tay Tô Tín, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Quỷ hồ cẩn thận nói, mạnh công tử, hiện tại bảy sơn trại cũng bị ngài tiêu diệt, có thể thả ta đi chứ? Tô tính lúc này như cười mà không phải cười nói một câu, muốn ta thả ngươi đi à, rất đơn giản, trả lời một câu của ta, ta sẽ thả ngươi đi. Quỷ hồ nhìn thấy tô tính cười liền sợ hãi, câu hỏi gì? Một cộng một bằng mấy? Tô tính hỏi. a. À. Quỷ hồ sững sợ nhưng hắn vô ý thức nói, hai. Phục. Một đạo chỉ kính xuyên qua ngực quỷ hồ. Hắn mang theo ánh mắt khó hiểu và không cam lòng nhìn tô tính thật có lỗi, người biết quá nhiều. Tô tính sử dụng võ công huyết hà thần kiếm không thể lộ ra ngoài. Làm người chính đạo phải có giác ngộ người chính đạo, vừa ra tay đã sử dụng cửu âm bạch cốt trảo, cho dù nói ngươi hành hiệp trượng nghĩa cũng không có người tin tưởng. Sau khi tô tính quay về, Yến Khuynh Tuyết lập tức thở ra một hơi. Mặc dù nàng biết với thực lực của mạnh công tử chắc chắn sẽ không có vấn đề, nội tâm nàng không nhịn được vẫn sinh ra một ít lo lắng. Sau khi tiếp tục lên đường, đoạn đường tiếp theo không có chút phiền toái nào. Những người lão đao bả tử mang tới bỏ chạy tán loạn, sau khi bọn chúng quay về sơn trại liền nhìn thấy sơn trại của mình bị người ta đồ sát sạch sẽ. Việc này dọa bọn chúng sợ hãi quá sức, hoặc là đầu nhập thế lực đạo phỉ khác, hoặc là trực tiếp rửa tay chậu vàng không làm những chuyện cướp bóc nữa. Bọn họ không biết bảy sơn trại bị một mình tô tính đồ sát, bọn họ biết chắc chắn là thương đội thành thương sơn làm, cho nên tin tức này truyền vào tại tế lực đạo phỉ khác, đám đạo phỉ trên đoạn đường sau đó không dám ló mặt ra thu phí qua đường. Trong đội ngũ của người ta có cao thủ ngăn cản được 20 tên cao thủ và lão đao bả tử liên hợp tấn công. Ai dám đứng ra khiêu khích? Vì vậy đoàn xe đi đường suốt 2 tháng cũng thuận lợi trở lại thành Thương Sơn. Một chuyến xuất hành qua lại đã kéo dài thời gian nửa năm, thuận lợi trở lại thành Thương Sơn, mọi người lập tức có cảm giác trút được gánh nặng hơn nữa đám người yến trọng hằng trong thành thương sơn cũng theo thương đội ra ngoài cũng không có ai âm thầm tính kế bọn họ việc này làm yến khuynh tuyết có cảm giác nhẹ nhàng vào đêm trong ngày đám người yến khuynh tuyết trở lại thành thương sơn yến hoàng cửu cũng biết chuyện xảy ra trên đường hắn trừ an bài lương bá theo bên cạnh chiếu cố yến khuynh tuyết hắn cũng an bài vài người đi theo thương đội giám thị tất cả tình báo của thương đội lương bá theo bên cạnh yến khuynh tuyết quá lâu lập trường của hắn mơ hồ có khuynh hướng yến khuynh tuyết cho nên yến hoàng cửu không quá tin tưởng khi biết được yến thịnh hằng cấu kết với đạo phỉ lấy mạng yến khuynh tuyết sắc mặt yến hoàng cửu lúc này đen như đít nồi lúc này hát bào nhân xuất hiện bên cạnh yến hoàng cửu trong đó có ghi chép tất cả mọi chuyện yến thư hằng hợp mưu với yến thịnh hằng tại thành thương sơn chỉ cần chuyện yến hoàng cửu muốn biết thì không có gì không biết hắn không muốn nhìn thấy chuyện hôm nay nhất Hai tên hỗn đảng. Yến Hoàng Cửu gầm lên một tiếng, trên người sinh ra khí thế đáng sợ, vài tên thám tử đang báo tin trước mặt hắn có cảm giác như bị núi đè lên người, bọn họ bị áp quỳ xuống, có mấy người bị nội thương phun máu tươi. "Đều đi ra ngoài đi, lĩnh một phần thuốc chữa thương và tụ khí tán." Mấy người vội vàng hành lễ nói, "Đa tạ thành chủ." Chờ đám người đi ra ngoài, Yến Hoàng Cửu thở dài một hơi hắn muốn bồi dưỡng con mình trở thành một gã hợp cách thành chủ nhưng lại không nghĩ đưa bọn chúng bồi dưỡng thành tàn sát thân nhân cầm thú hắn bây giờ hoàn toàn thất vọng về đám con cái của mình nếu như bọn chúng lên nắm quyền đoán chừng những người khác không ai sống sót trái lại yến khuynh tuyết hành động theo tình báo của thám tử báo lại yến khuynh tuyết có thiên phú buôn bán không tội hơn nữa làm việc ngay ngắn rõ ràng đối xử mọi người ôn hòa chân thành đoạn đường này người trong thương đội không ai nói bậy về Yến Khuynh Tuyết. So sánh hai bên với nhau, Yến Hoàng Cửu lập tức có khuynh hướng về phía Yến Khuynh Tuyết. Mặc dù nói Yến Khuynh Tuyết là nữ tử nhưng trên giang hồ không phải không có tiền lệ nữ tử làm trưởng khống giả, trong sáu đại thế gia có rất nhiều thời đại do nữ tử cầm quyền. Trong tà đạo bác môn có chiếu ảnh Minh Nguyệt Cung là nữ tử cầm quyền. Yến Khuynh Tuyết có một khuyết điểm duy nhất là võ đạo, nàng tu luyện tới hiện tại cũng chỉ là hậu thiên sơ kỳ. Tối cường phản phái hệ thống phong thất nguyệt. Chương 200, Người biết quá nhiều, hai Trên giang hồ, thực lực vĩnh viễn là vương đạo, đây chính là khuyết điểm lớn nhất của Yến Khuynh Tuyết. Nếu tìm cho nàng một phụ tá đáng tin cậy thì sao? Trong đầu Yến Hoàng Cửu xuất hiện thân ảnh mạnh thanh trạch. Tuổi tác tương đương, đứng hàng nhân bản lòng mang hiệp nghĩa làm người tin cậy nhưng lại không cổ hủ hơn nữa trên đường đi tương nam chém giết đạo phỉ cũng chứng minh mạnh thanh trạch cũng không là người lòng dạ đàn bà trong thành thương sơn lúc tranh phong với đám người yến trọng hằng cũng không có hạ tử thủ hắn lại không hạ thủ lưu tình với đám đạo phỉ trong rừng rậm tương nam đáng chết cứ giết không nên giết sẽ không giết từ đó biến tướng chứng minh tâm cơ và lòng dạ mạnh thanh trạch cực sâu nếu có người như vậy phụ tá Yến Khuynh Tuyết, Thành Thương Sơn về sau không cần phải lo lắng. Nếu có khả năng nên lưu mạnh thanh trạch vĩnh viễn tại Thành Thương Sơn, dù sao Khuynh Tuyết chưa gả, hắn cũng chưa cưới. Yến Hoàng Cửu Sờ cầm suy nghĩ, hắn xem ra lưu mạnh thanh trạch vĩnh viễn lại Thành Thương Sơn rất khó, dùng lợi dụ là hạ sách, biện pháp tốt nhất chính là quan hệ thông gia, nếu hắn lập gia đình với Yến Khuynh Tuyết cũng triệt để trói hai người với nhau. Lúc này Tô Tín cũng không biết Yến Hoàng Cửu đang đánh chủ ý lên hắn. Hắn đang ở trong hệ thống suy nghĩ nên rút thưởng thế nào? Hiện tại Thành Thương Sơn không cần Tô Tín quan tâm, hắn hiện tại chờ tới 5 tháng sau, khi đó thương đội đám người Yến Trọng Hằng trở lại, mà những thương nhân Trung Nguyên cũng đi tới Tương Nam thu mua đặc sản, đến lúc đó Tô Tín sẽ lũng đoạn và tiến hành nâng giá. Cho nên trong thời gian 5 tháng kế tiếp, Tô Tín chỉ một lòng tu luyện, không cần phải xen vào chuyện khác. Trong tay Tô Tính hiện tại có 360 điểm giá trị phản phái, 138 lần rút thưởng sơ cấp. Có 360 điểm giá trị phản phái không có thể đồng dụng. Tô Tính giữ chúng lại hối đoái tiêu hao phẩm bảo vệ tính mạng. 138 lần rút thưởng sơ cấp có thể hối đoái một lần rút thưởng cao cấp, 13 lần rút thưởng trung cấp. Tô Tính không định dùng rút thưởng cao cấp, trong tình huống không có điểm giá trị phản phái, cho dù rút được nhân vật cao cấp cũng chỉ có thể đánh bạc vận khí mà thôi. Hắn trực tiếp đổi thành 13 lần rút thưởng trung cấp, dựa theo xác suất phân tích lúc trước, cho dù thế nào hắn cũng có thể rút ra một ít công pháp nhị tinh nữa, còn có thể rút ra một ít đồ hữu dụng, trong đó có một nửa khả năng là rút ra một đống đồ vô dụng và công pháp vũ kỹ cấp thấp. Nhưng biết rõ rút thưởng cũng có thể đổi thành giá trị phản phái, Tô tính còn có một lựa chọn khác. Hệ thống thu cơ hội rút thưởng với giá 6 giá gốc, Tô tính có thể dùng 100 lần rút thưởng sơ cấp hối đoái thành 600 điểm giá trị phản phái, từ đó hắn mua được hai viên linh thần đan. Linh thần đan là đan dược chuyên môn trợ giúp đột phá tiên thiên linh khiếu cảnh. Tiên thiên linh khiếu cảnh tu luyện tai mắt mũi miệng thất khiếu, sau khi nội lực bản thân viên mãn liền có thể thử trùng kích thất khiếu. Nhưng thất khiếu không giống khiếu huyệt trong cơ thể, thất khiếu liên thông thần cung trong mi tâm là giác quan cảm nhận bên ngoài, nếu không cẩn thận bị trọng thương sẽ mù, cầm điếc. Cho nên thời điểm trùng kích thất khiếu phải dùng mảnh hỏa chậm công, tìm nơi an toàn bế quan, cẩn thận tiến hành trùng kích, không có nắm chắc 10 phần thì không ai dám tùy tiện trùng kích thất khiếu, như vậy thuần túy không khác gì muốn chết. Cho nên trong tiên thiên tam cảnh, khí hải cảnh là đơn giản nhất, chỉ cần không ngừng tu luyện tích lũy là đủ. Linh khiếu cảnh cần tốn nhiều thời gian nhất, cần cẩn thận trùng kích cảnh giới thần cung cảnh cần cảm ngộ nguyên thần luyện hóa thần cung mi tâm không có cơ duyên ngộ tính khó mà đột phá nếu tô tính dùng tu luyện bình thường dùng tốc độ tu hành của hắn tối thiểu trong nửa năm mới có nắm chắc trùng kích hai mắt trong linh khiếu nếu như dùng một viên linh thần đan dược lực sẽ cường hóa đôi mắt tô tính tăng khả năng trùng kích hai mắt tô tính có khả năng dùng hai tháng trùng kích thất khiếu trong thời gian năm tháng tới nếu tô tính hối đoái hai viên linh thần đan tối thiểu hắn có thể hoàn thành trùng kích mắt và tai. Lúc lựa chọn gia tăng thực lực hay công pháp, Tô Tính lựa chọn gia tăng thực lực đầu tiên. Sau khi hối đoái hai viên linh thần đan, hắn còn thừa 38 lần rút thưởng sơ cấp. Tô Tính nói, đổi thành 3 lần rút thưởng trung cấp, tiến hành rút ra, xóa ô trống. Kim đồng hồ xoay tròn rất nhanh, nó dừng lại ở ô binh khí, trên màn hình xuất hiện thiết trảo thiết trượng chúc mừng ký chủ rút ra binh khí thiết trảo thiết trường, đánh giá đẳng cấp nửa tinh. miêu tả binh khí là binh khí độc môn của vân trung trong tứ đại ác nhân phối hợp hạt xà bát đã có thể gia tăng uy lực tô tín lắc đầu hắn ném đồ vô dụng này sang một góc hẻo lánh bàn quay chuyển động lần nữa lần này rơi vào ô tạp vật nhìn đến đây tô tín đã biết rõ lần này không tầm thường cho tới nay hắn rút tạp vật trừ mặt nạ da người đang sử dụng hiện tại những thứ khác đều là phế vật quả nhiên màn hình xuất hiện kim tiền lóng lánh chúc mừng ký chủ rút ra tính vật tiền tài của kim tiền bang kim tiền rơi xuống đất đầu người khó giữ vật ấy chính là biểu tượng thực lực cường đại của kim tiền bang đánh giá đẳng cấp tam tinh nữa tô tính vuốt vuốt tiền tài được chế tác tinh xảo nó chỉ là kim tệ tinh xảo mà thôi đánh giá tam tinh nữa chỉ là trò đùa thuần túy mà thôi không sử dụng được Ba lượt rút thưởng hai lần đều là phế vật, may mà một lần cuối cùng rút thưởng xem như có lương tâm, tôi tính rút ra đến một lọ dưỡng khí đang cao cấp xem như không lỗ. Tối cường phản phái hệ thống phong thất nguyệt.